có thể là nhiều cá voi mà chúng ta đang nói tới đó là những công ty ở phố Wall các bạn họ đang chờ đợi để có thể phát hành quỹ Bitcoin Spot ETF của họ. Chúng ta không biết được là SEC đã nói gì về những công ty này tại vì chúng ta thấy được là SEC cũng đã có thư từ qua lại cho nên những công ty này họ mới đệ đơn chỉnh sửa lại Các văn bản của mình và một số công ty giống như BlackRock và một số công ty khác như VanEck thì họ cũng đã hỏi SEC cho phép họ ship như là cho phép họ có sự chuẩn bị tài chính cho cái quỹ Bitcoin Spot ETF của của họ và đối với một số những quỹ giống như là Vanek ấy, thì họ sẽ dùng tiền để mà thu mua Bitcoin khi mà SEC cho phép và chúng ta cũng thấy được là tới thời điểm bây giờ đó những công ty đã bắt đầu xuất hiện ở trên DTCC rồi chúng ta thấy được là mã chứng khoán cho quỹ Spot ETF Bitcoin của Invesco và Galaxy BTCO đã xuất hiện trên trang của tổ chức lưu ký và thanh toán chứng khoán DTCC đây là trang web mà đã gây sóng gió từng vừa rồi các bạn đã nhớ là liên quan đến việc cái mã của BlackRock đã xuất hiện dẫn đến có rất nhiều những drama lúc đó. Mọi người bây giờ thấy là hầu hết những cái quỹ Bitcoin Spot ETF đó, mã chứng khoán của họ đã thực sự xuất hiện trên DTCC rồi và không giống như BlackRock chỉ mới xuất hiện gần đây thôi chứ không phải là từ tháng 8 các bạn. Và chúng ta thấy được điều này có nghĩa là gì? Phát ngôn viên của DTCC nghĩa là cái người mà phát ngôn viên của cái công ty này đã nói là đây là các hoạt động thông thường nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt một quỹ bình có spot ETF mới trên thị trường. Tuy nhiên, việc xuất hiện trên danh sách không đảm bảo là quỹ sẽ được phê duyệt, nghĩa là họ ít nhiều gì cũng có lòng tin là sẽ được thông qua chứ nếu không đó họ cũng đâu có rảnh đâu để mà làm việc với những công ty để list những cái ticker symbol này, những cái mã này ở lên trên trang web của họ các bạn đương nhiên họ cũng phải ít nhiều gì có lòng tin là sẽ được thông qua những gì chúng ta nhận được đó, thì điều hướng tới là chúng ta sẽ có một Bitcoin Spot ETF câu hỏi là khi nào mà thôi có phải là ngày mai ngày mốt có phải là đợi tới tháng 1 tháng 3 chúng ta không biết nhưng mà tất cả điều hướng về chúng ta sẽ có một quỹ Bitcoin Spot ETF dài nhất là tháng 3 của năm sau không có gì chắc chắn 100% nhưng mà nếu như cuối cùng đó, SEC từ chối những quỹ này đó, thì đây sẽ là cái cú lừa cực kỳ lớn trong thị trường crypto đó các bạn và sẽ dẫn đến rất nhiều những cái vụ kiện tùng tại vì chúng ta thấy được là chỉ một công ty Rayscale thôi thì SEC đã thua trên tòa án rồi khi mà từ chối đơn Bitcoin Spot ETF của họ các bạn có nghĩ đi những công ty như là BlackRock, Fidelity, Vanex những công ty này hợp lại thì cái đội luật sư của họ hùng hậu cỡ nào SEC có thể là phải ra tòa thường xuyên trong nhiều năm tới thường không nghĩ là Chủ tịch Gary Gensler muốn điều đó xảy ra đâu và điều thú vị đó là chủ tịch Gary Gensler của SEC ngày hôm qua cũng đã đăng một cái thuyết các bạn và chúc mừng sinh nhật Bitcoin White Paper nhưng mà cũng không quên nhắc nhở các công ty crypto là phải tuân thủ lực chứng khoán. Các bạn thấy được là Gary Gensler là một nhân vật cũng rất là thú vị và đương nhiên là một nhân vật mà cũng rất quan tâm đến thị trường crypto. Trong khi các bạn thấy được là ông là chủ tịch của SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ nhưng mà hầu như đây SEC dùng hết thời gian quản lý crypto các bạn và kiện tụng khắp nơi. Và hôm nay cũng có một cái thông tin liên quan đến một vụ kiện lớn của SEC đó chính là vụ kiện uh, giữa SEC và Sep Moon nhưng mà lần này lớn chuyện các bạn tại vì những người mà đứng ra để mà quảng bá cho Sep Moon những người mà đứng đầu công ty đó thì đã bị bắt rồi và bị cáo buộc cái tội lừa đảo các bạn tôi sẽ chia sẻ thông tin này một lát nữa với các bạn nhưng mà trước hết đó, thì cũng có một cái thông tin khác liên quan tới SEC đó chính là cái văn bản họp mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây là cái văn bản họp kính các bạn có nghĩa là một cái À, chúng ta gọi là close meeting có nghĩa là văn bản này là về một cuộc họp mà sẽ không có báo chí ở đó cuộc họp nội bộ mà thôi và kết quả cũng sẽ không có công báo cho mọi người biết cho nên đây mới gọi là cuộc họp kín các bạn nhiều bạn hiểu lầm nghĩa là cuộc họp kín nghĩa là không ai biết không phải các bạn khi mà họ, họ họp kín họ cũng phải nói với mọi người là họ sẽ có cuộc họp kín để cho theo luật là như vậy nhưng mà trong cuộc họp này nói gì và có kết luận gì chúng ta cũng sẽ không biết cho đến khi nào mà SEC quyết định công bố cho mọi người. Thì đây là cuộc họp mà sẽ diễn ra vào ngày mai các bạn vào lúc 2 giờ chiều thì chúng ta thấy được là trong cái văn bản hợp này đã có hai phần chúng ta có thể nhìn thấy được đang được tô màu xanh trên màn hình đó. thứ nhất là institution and settlement of administrative proceedings và thứ nhì là resolution of litigation claims thì có nhiều bạn hỏi thuận là có khả năng họ sẽ bàn về bitcoin spot etf hay là không và có khả năng bitcoin spot etf sẽ được duyệt hay không thì thường nói về hai cái đề tài này thứ nhất đó, chúng ta nói về đề tài đầu tiên đây là việc thành lập và giải quyết các thủ tục hành chính đây là cái quá trình mà sec bắt đầu giải quyết các hành động thực thi pháp luật chống lại các thực thể hoặc cá nhân bị cáo buộc vi phạm luật hoặc quy định việc giải quyết thường liên quan đến việc là bị cáo đồng ý với một số điều kiện bị đóng phạt điều thứ nhì là resolution of litigation claims nghĩa là giải quyết các yêu cầu tranh chấp pháp lý các bạn đây là quá trình giải quyết các tranh chấp pháp lý tại tòa án hoặc là hòa giải sự giải quyết có thể được thông qua bằng cách là có quyết định từ tòa án hoặc là một thỏa thuận ngoài tòa án nơi mà các bên đồng ý giải quyết vấn đề một cách riêng tư và cái này đây thì thường liên quan đến bồi thường hoặc là các điều khoản khác được cả hai bên thỏa thuận các đề tài của cuộc họp thì các bạn thấy được là cũng chỉ chung chung mà thôi những đề tài này cũng không cho chúng ta biết rõ là hai vấn đề liên quan được giải quyết là vấn đề gì, nhưng mà chúng ta biết là có hai vấn đề trong thị trường crypto này có thể phù hợp. Thứ nhất đó chính là Ripple và thứ hai đó chính là GBTC. Grayscale Bitcoin Trust. Vấn đề liên quan đến Ripple đó thì thẩm phán đã cho hai bên hạn chót đến ngày 9 tháng 11 là phải chia sẻ quá trình xử lý với tòa. Các bạn thấy được là đây chính là cái văn bản của tòa được ký bởi thẩm phán Anna Lisa Torres. Các bạn đã thấy được là bên dưới này đó để là ngày 9 tháng 11 thì hai bên không phải là giải quyết trước tòa mà hai bên sẽ phải đưa ra một cái quá trình sẽ giải quyết như thế nào cho tòa án biết đó chính là cái ngày 9 tháng 11 mà một số người nói đến trên mạng hiện tại thì các bạn thấy được đây có khả năng cao là sẽ hợp về Ripple chứ không phải là về Bitcoin Spot ETF tại vì hôm nay là ngày 1 tháng 11 tại Hoa Kỳ nghĩa là còn 8 ngày nữa thì phải nói vấn đề này với lại tòa án nhưng mà Thuần hy vọng là mình đón sai và thật sự là họ hợp để mà nói về Bitcoin Spot ETF các bạn. Nếu gì thì là bô 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 các bạn, tất cả của chúng mình. Hy vọng mình thường đón sai nhưng mà đây là những gì mà Thuần có thể chia sẻ với các bạn dựa theo những sự hiểu biết của Thuần. Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Và chúng ta cũng đã nói rất nhiều về Bitcoin rồi các bạn Nói chung đó thì thị trường crypto ngay bây giờ chúng ta thấy được là giá Bitcoin Vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng ở mức là 35.700 đô Đã tăng 3.5% ngày hôm nay các bạn Và tổng số vốn hóa đó hôm nay cũng đã tăng hơn 3.3% Một trong những đồng mà tiếp tục có sự tăng trưởng Đó chính là Solana các bạn Tăng trưởng vượt bậc trong những đồng lớn luôn Solana hôm nay tiếp tục tăng thêm 10% Ở mức là hồi sáng này đã thật ra đã lên tới cái mức là 40 lăm đô các bạn Bây giờ trả cho về là 42 đô Nhưng mà trong vòng chỉ có một tháng thôi Thật ra chúng ta chỉ cần trong vòng 2 tuần trong vòng 2 tuần 14 ngày Solana đã tăng 81.9% rồi các bạn Nói với Solana nên thì vừa có một cái hội nghị đã diễn ra Nhưng mà chúng ta cũng thấy cái thông tin ngày hôm nay đó Có một thông tin liên quan đến một cái dự án gọi là Game Shift theo thuận biết đó đây là một cái nền tảng mà sẽ giúp cho những người mà phát triển game có thể phát triển game trên mạng lưới của solana bằng cách là kết hợp với lại cái game ship này và khi mà kết hợp rồi đó thì đây là một cái nền tảng có thể giúp cho những dự án có thể là tạo ra nft có thể giúp những dự án này là thanh toán di chuyển những cái nft này sử dụng cái ví của solana có nghĩa là những ai mà làm game đó thì họ có thể là thích hợp với lại solana và họ không cần phải nghĩ đến chuyện là làm sao để có thể min nft làm sao để có thể ra có một cái chợ để mà bán những cái nft này hay là di chuyển cần dùng ví nào thì chỉ cần làm game mà thôi và chỉ quan tâm đến là làm game cho tốt rồi sau đó có thể kết hợp với lại cái dự án này rồi có thể là sử dụng nền tảng của Solana nhưng mà không phải chỉ riêng Solana tăng mạnh đâu các bạn chúng ta nhìn thấy được là Crypto Bubble ngày hôm nay đã rất là xanh hầu như chúng ta cũng không thể dễ dàng tìm thấy một đồng nào màu đỏ hết và chúng ta cũng có những đồng mà tăng trưởng không hề kém Solana đó chính là những đồng như là chúng ta nói tới A về ngày hôm nay tăng 19% nhưng mà tuy nhiên hai tuần qua thì Solana vẫn tăng nhiều hơn à, nhưng mà hôm nay là một ngày mà rất là xanh cho rất nhiều altcoin các bạn và chúng ta cũng có một số những cái thông tin đổi đừng chia sẻ với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tới cái thông tin ra toàn ngày hôm nay của Sam mình Free thì chúng ta thấy được là công ty PayPal đã hiện đã được cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh phê duyệt để mà cung cấp một số dịch vụ tiền điện tử. Nói chung thì các bạn đã thấy được là sau khi mà Vương quốc Anh bắt đầu áp dụng những cái quy định thì nhiều sàn đã không có thể hoạt động nữa và chúng ta thấy gần đây đó thì ít ra Coinbase và PayPal đó cũng đã có thể bắt đầu hoạt động và cung cấp một số những dịch vụ liên quan đến crypto ở Vương quốc Anh thì họ cũng đã từ từ có những khuôn khổ và thật ra chúng ta biết là năm sau đó Vương quốc Anh sẽ có những cái khuôn của pháp lý nó rõ ràng hơn rất là nhiều Thường cũng đã chia sẻ trong một video gần đây với các bạn Và chúng ta thấy được là liên quan đến Coinbase thì Coinbase cũng nói là họ đã mở cửa để cho phép những trader ở Hoa Kỳ có thể tiếp cận được với lại futures Và các hợp đồng Bitcoin nó sẽ có ròn bảy lên tới 100x và Ethereum sẽ lên tới 10x à, Theo tôi hiểu là như vậy các bạn tại vì thường cũng không có phải là một người mà trade ở trên sàn Coinbase và thường chỉ mua và bán mà thôi và di chuyển Thì điều thú vị là mặc dù Coinbase vẫn đang bị kiện bởi SEC CFTC cơ quan quản lý hàng hóa vẫn cấp phép cho giao dịch futures các bạn. Đây là điều mà tôi cảm thấy rất là thú vị. Chúng ta cũng đừng quên Coinbase và Binance đều đang bị kiện bởi SEC nhưng mà cho dù như vậy, Coinbase vẫn cung cấp dịch vụ futures cho những trader Hoa Kỳ được các bạn. <laughs> và chúng ta nói tới một thông tin lớn khác liên quan đến SEC. Và ngày hôm nay đó, các bạn thấy được là SEC đã kiện SafeMoon, một trong những dự án mà nhiều bạn cũng đã từng nghe nói đến Cũng đã một thời gây nhiều sóng gió năm 2021 các bạn Và SEC đã kiện Save Moon và các giám đốc điều hành vì hành vi gian lận Và thật ra các bạn đã biết là SEC đã chỉ có thể kiện dân sự mà thôi Nhưng mà chuyện này đã, đã lớn rồi các bạn, tại vì các bạn thấy được là bây giờ FBI đã cũng đã vào cuộc và chính phủ Hoa Kỳ đã bắt giữ những người sáng lập Sep Moon, trong đó chúng ta có John Caroni, chúng ta có Kyle Nagy, đây là founder của Sep chúng ta có Thomas Smith, tất cả đều bị khởi tố hình sự về tội lừa đảo các bạn. Nói chung đây là một chuyện rất là lớn và các bạn thấy được là SEC đã thì cáo buộc những người này trong đó chúng ta có founder là Kyle Nagy, CEO là John Caroni và giám đốc công nghệ là Thomas Smith đã thực hiện một âm mưu gian lận quy mô lớn thông qua việc bán token chứng khoán không đăng ký thì cái phần gian lận nó nằm ở đâu các bạn? Không đăng ký thì vi phạm luật mà thôi, nhưng mà cái phần gian lận nằm ở đâu? Thì uh, SEC nói là mặc dù dự án này đã hứa hẹn đưa giá token an toàn bay lên mặt trăng, hàng tỷ đô la vốn hóa đã bốc hơi và các bị cáo đã rút hơn 200 triệu đô la từ dự án, chiếm dụng tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân. SEC cáo buộc founder gì đã đảm bảo với nhà đầu tư là token được lóc lại trong các pool thanh khoản của Moon và không thể rút ra. Tuy nhiên nó thực tế là hoàn toàn khác và các bị cáo đã rút hàng triệu đô la cho những thú vui cá nhân như là xe McLaren, các chuyến đi xa hoa và những ngôi nhà đắt đỏ. Các bạn thấy được là đáng tiếc cuối cùng thì Moon này cũng không có xếp về các bạn, Moon này cũng không có an toàn. Và xếp Moon là một dự án mà các bạn đã biết đã từng được nói đến bởi những người nổi tiếng trong đó chúng ta có Dave Portnoy, của barstool sport các bạn cũng là một trong những người mà trước đây đã cũng nói rất nhiều về sếp một người ủng hộ nhưng mà cuối cùng thì day portnoi cũng đã thua lỗ rất là nhiều tại vì khi chúng ta nhìn vào cái giá của đồng sếp này đó nhưng mà theo dõi kênh thì cũng đã biết là thùng cũng không phải là một người mà quan tâm đến những cái phong trào như thế này nhưng mà các bạn đã thấy được theo thuận tìm hiểu trên coin market cap thì sếp đã có hai phiên bản và giá cả bây giờ chỉ có trên phiên bản hai mà thôi và các bạn đã thấy được là một thời thời gian nào đó đó giá September uh, đã ở uh, cái mức là 0.0001 và chúng ta nhìn thấy được là bây giờ đó đã trở thành là 0.00009737 các bạn. Nói chung đã giảm hầu như là không còn gì hết. Các bạn thấy được là giá của C10 đã giảm 98.73% và đây chỉ là cái phiên bản 2 thôi các bạn. Thường cũng không nhớ là phiên bản 1 đã giá tăng cao như thế nào. Nói chung đó thì cái điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn là như là quỹ viên Hester Pierce ở SEC đã từng nói ở trên thì trường crypto này đó đương nhiên chúng ta có nhiều dự án có rất nhiều cơ hội các bạn những dự án mà không rõ ràng những dự án mà SEC nên quan tâm đến nhưng mà họ lại rất ít quan tâm đến dự án đó mà họ chỉ muốn tấn công những dự án như là Ripple các bạn thấy được là đây là những à, điều mà khiến cho nhiều người rất là khó hiểu bãi thân thuận thì không phải là một người mà thích thuyết âm mưu nhưng mà trên căn bản đó các bạn thấy được là rất là rõ ràng là có cái gì đó không có đúng ở đây rất rõ ràng là khả năng cao SEC không phải là bảo vệ những nhà đầu tư mà SEC đang vì mục đích nào đó. Những dự án, những sàn giao dịch được lựa chọn và bị kiện bởi SEC đó đều vì một mục đích khác chứ không phải là chỉ bảo vệ nhà đầu tư. Mà ngay cả trong dự án Ripple, các bạn thấy được là ngay cả khi mà ra tòa đó thì không có bất cứ một nhà đầu tư nào ra tòa nói là tôi rất cảm ơn tại vì SEC đã kiện ty Ripple, à, tại vì đây là một công ty lừa đảo, mà ngược lại đấy những nhà đầu tư tại cùng nhau để mà nạp lên tòa nói là vì SEC kiện ty Ripple dẫn đến đồng XRP giảm giá dẫn đến họ thua lỗ các bạn, hoàn <laughs> toàn ngược lại. Thôi bây giờ chúng ta hãy chuyển qua nói tới một cái thông tin rất là lớn, đó chính là cập nhật phiên tòa của Sam bankman Free các bạn, mọi thứ đã đến hồi kết thúc, cuộc đời của Sam bankman Free bây giờ đã phụ thuộc vào quyết định của bồi thẩm đoàn hôm nay cả hai bên đều đã đưa ra những luận cứ kết thúc mạnh mẽ của họ kéo dài đến 6 giờ tối luôn các bạn và thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ những thông tin này tại vì có khả năng là ngày mai đó chúng ta sẽ có kết quả của cái sự kiện này là như thế nào kết quả cuộc đời của Sam bankman sẽ ra sao để thuận chia sẻ chi tiết với các bạn thì hôm nay đó chúng ta cũng đã biết là cái ngày gọi là cả hai bên đưa ra luận cứ kết thúc có nghĩa là sau ngày hôm nay sẽ không có bất cứ chứng từ gì hay nhân chứng gì nữa coi như là hai bên à, cũng đã kết thúc rồi bây giờ đã chỉ chờ là những bồi thẩm đoàn nghĩ gì về những cái chứng từ được đưa ra và họ có quyết định gì mà thôi. Thì trước hết chúng ta sẽ xem coi là bên công tố viên họ cuối cùng đã lập luận kết thúc như thế nào. Công tố viên Simon Free có tội. Nghĩ rằng anh ta vô tội là nhắm mắt làm ngơ trước mọi chứng cứ. Đó là điều được chia sẻ bởi công tố viên. Và công tố viên đã hỏi tiền đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Ai chịu trách nhiệm? Đây là bắt đầu cái phần luận cứ kết thúc của công tố viên Nicholas Rules. Các bạn đã biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Công tố viên Rules đã đưa ngón tay lên và từ từ về hướng của bị cáo và cuối cùng ra là chỉ trực tiếp vào Simon Free và nói Người đàn ông này, vấn đề mấu chốt là liệu bị cáo có ý thức được việc lấy tiền là sai hay là không. Anh ta biết nhưng mà vẫn làm. Anh ta nghĩ mình thông minh, có thể thoát tội. Hôm nay, tại đây, mọi thứ sẽ kết thúc. Lời khai của Simon Free đầy sự dối trá và thiếu sót. Các bạn có chú ý đến cách anh ta lãng tránh trả lời, thường xuyên nói, không nhớ rõ chi tiết nào. Công tố nhắc đến 104 lần. 104 lần các bạn mà Sam Benjamin Free đã nói, tôi không nhớ. Nói rằng anh ta trở thành một người khác hẳn khi bị công tố viên chất vấn so với khi anh ta trả lời luật sư biện hộ. Khi đó anh ta nhớ mọi thứ. Anh ta yêu cầu giải thích các thuật ngữ, những thuật ngữ mà anh ta đã sử dụng anh ta đang cố tạo ra một câu chuyện để loại bỏ mình khỏi hành vi phạm pháp. Trong 3 ngày trên bục làm chứng, anh ta đứng đây và nói dối trước tất cả mọi người. Nếu tin anh ta, bạn phải lờ đi tất cả bằng chứng. Bạn phải lờ đi lời khai của ba nhân chứng hợp tác, các bạn kế toán, những lời nói dối. Các bạn phải tin rằng bị cáo, một cựu sinh viên của trường đại học danh tiếng MIT lại không biết gì hết. Các bạn biết rằng đó không phải là sự thật các bạn đã nghe những người đồng mưu với anh ta khai báo sự thật và đã xem cái tài liệu chứng cứ. Caroline Allison đã nói với các bạn, anh ta là kẻ chủ mưu. Gary Wang cũng đã khẳng định điều tương tự. Bị cáo phạm tội, chuyện gì đã xảy ra, bằng chứng cho thấy gì. Anh ta đã lấy tiền và crypto từ khách hàng. Đó là gian lận, đó là trộm cắp, rõ ràng và đơn giản. Bị cáo đã giấu kín cơ chế không thanh lý cho Alameda, khẳng định là FTX an toàn anh ta nói với quốc hội là tài sản trên sàn an toàn Nhưng mà những quy tắc bí mật cho phép Alameda vay hàng tỷ đô la mà không lo ngại bị thanh lý đã khiến tất cả sụp đổ Bị cáo có tội đó chính là cái bài tóm tắt kết luận của công tố viên Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để xem coi là bên luật sư bào chữa họ nói gì Làm sao họ có thể lật ngược tình thế được các bạn Thì luật sư bào chữa đã nói gì Ngược lại đó thì luật sư bào chữa đã cố gắng mô tả sam Free như là một doanh nhân trẻ mắc những sai lầm khủng khiếp nhưng mà không có ác ý đồng thời đã bác bỏ các cáo buộc là anh ta đã chỉ đạo nhóm nội bộ của mình thực hiện các đóng góp chính trị đầu tư mạo hiểm hay là mua bất động sản xa hoa bằng tiền của khách hàng luật sư bào chữa đã phản đối việc chính phủ mỹ có nghĩa là công tố viên miêu tả sam Free như là một kẻ ác nhân mô tả đó là không chính xác và không công bằng trong quá trình làm chứng đó, thì Simon Free đã thừa nhận là anh thích mặc áo phông tay ngắn Nghĩa là áo thun tay ngắn các bạn vì chúng thoải mái Và không cắt tóc thường xuyên vì tôi bận rộn và cũng khá lười Chứ không phải vì muốn tạo một hình ảnh giả tạo để dễ dàng lừa gạt nhà đầu tư Các bạn đã nhớ là Kelly Allison đã nói là Simon Free cố tình tạo ra hình ảnh đó Để cho những người trong thế giới crypto tin tưởng anh ta hơn Luật sư bào chữa đã chú ý đến những chỉ trích nhỏ nhặt về phong cách ăn mặc và kiểu tóc của Sam Free, nhấn mạnh là việc anh ta được mệnh danh là CEO ăn mặc tệ nhất thế giới không phải là một tội lỗi. Luật sư bào chữa cũng nêu bật rằng thân chủ của mình đã luôn dễ tiếp xúc, chỉ ra là Sam Free luôn sẵn sàng trò chuyện với bất cứ blogger nào, mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, đó luật sư bào chữa đã đặt câu hỏi về độ tin cậy của các nhân chứng. Trong đó đã nhiều người đã làm việc chặt chẽ với Simon Free trong nhiều năm và luật sư bào chữa đã hỏi vì sao công tố không giải thích được mối quan hệ lâu dài của những nhân chứng này nếu như mà họ tin là Simon Free là một kẻ ác nhân. Luật sư bào chữa đã tranh luận là lời khai của nhân chứng không nhất quán. Nhóm nhân chứng chủ chốt của công tố bao gồm Gay Wang Adam Jadidia, Canson, Canson chính là cựu luật sư của FTX, Caroline Allison và Nisa Singh đều là bạn thân của ban mình free, nhưng mỗi câu chuyện cần một nhân vật phản diện và họ đã chọn Sam. Luật sư bào chữa cũng nhấn mạnh đến những thách thức và sự biến động của thị trường tiền điện tử mới là nguyên nhân dẫn đến sự phá sản đột ngột của FTX và Alameda. Trong một khoảnh khắc cảm động, luật sư bào chữa đã tuyên bố Sam là một thanh niên đầy thiện chí và việc phạm sai lầm không cấu thành tội lỗi. Và đây là lời kết thúc của luật sư biện hộ các bạn coi như hai bên đã kết thúc rồi. Và chúng ta cũng sẽ nói về ba mẹ của Sam Mình Free thì ba mẹ của Sam Mình Free đó luôn có mặt tại tòa các bạn chỉ ngày hôm qua là cái ngày duy nhất vắng mặt tại tòa không có mặt trong suốt cái phần luận tội của công tố ngày hôm nay nghĩa là hai ngày liên tục không có mặt tại tòa các bạn nhưng mà hồi sáng này đó thì họ cũng đã xuất hiện một khoảng thời gian ngắn để mà theo dõi tình hình của con trai họ Joe Ban mình như là ba của Sam mình Free đó, đã nở nụ cười với con trai của mình sau khi gặp theo thông tin từ tòa án đó, thì cả ba người đều không giấu được sự xúc động và rưng rưng nước mắt có lẽ là họ không đủ can đảm để chứng kiến phần luận tội của bên công tố các bạn nói chung đó, thì Thuân không phải luật sư và cũng không phải là bồi thẩm đoàn và cũng không phải là thẩm phán nhưng mà những gì mà thường đọc được đó, thì lập luận của bên bào chữa không có phải là mạnh mẽ lắm các bạn đối với tất cả những chứng cứ được chia sẻ để mà chống lại sam free tôi nghĩ ít nhiều gì ba mẹ xem cũng đã hiểu được điều đó và điều mà quan trọng hơn các bạn thấy được là trong tất cả sự kiện này không có ai chối từ là có gian lận xảy ra tiền đã bị lấy mất đi chỉ là ai mới là người chịu trách nhiệm mà thôi thì bây giờ đó bước kế tiếp sẽ ra sao các bạn mọi thứ đó thì bây giờ đã đi đến hồi kết rồi không còn lời khai cáo buộc hay là bào chữa nào nữa cuộc đời của sam bây giờ sẽ phụ thuộc vào quyết định của 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Bắt đầu từ ngày mai đó thì bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu thảo luận và có thể mất vài giờ. Có nhiều cái sự kiện nó chỉ mất vài giờ thôi để đưa ra kết luận là có tội hay không rồi các bạn. Có nhiều cái sự kiện nó rắc rối hơn, có thể tốn vài ngày. Nhưng mà điều thú vị đó là bên công tố viên đã nhắc nhở bồi thẩm đoàn đây là một cái... Dự án liên quan tới lừa đảo, nó không có liên quan đến crypto, nó trong thị trường crypto có là đúng các bạn nhưng mà đừng để những gì trong crypto khiến cho cái dự án này nó phức tạp hơn trên căn bản đây là dự án liên quan đến lừa đảo nếu như không có crypto đó thì dự án này cũng sẽ liên quan đến những cái thị trường khác thì chúng ta sẽ xem coi là bên bồi thẩm đoàn họ sẽ có kết quả như thế nào và sau khi có kết quả rồi đó thì chúng ta sẽ biết là có tội hay không rồi sau đó thẩm phán mới được quyết định là nếu như có tội đó thì sẽ xử bao nhiêu năm các bạn dù chúng ta theo dõi dự việc này như là một cái bộ phim kịch tính nhưng mà sự thật đó là Sam có thể là sẽ không bao giờ được tự do nếu như bị kết án với mức án tù tối đa lên tới 115 năm cái này là chỉ khi nào mà Sam free bị kết hết tất cả các tội hay các bạn nếu như mà chỉ bị kết một vài tội thì có thể là cái số lượng năm trong tù sẽ ít hơn khi nào mà có thông tin thuận sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà thuận có cái linh tính là chúng ta sẽ không cần phải chờ quá lâu đâu sẽ có kết quả trong một thời gian ngắn mà thôi và đây là tất cả những thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng bên thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Lindex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Thank <laughs> you.